Cũng tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ đã tổ chức hội thảo kết nối giáo dục nhằm thu hút các nhà hoạch định chính sách, các nhà giáo dục cùng các doanh nghiệp của hai nước Việt Nam và Ấn Độ để thảo luận và chia sẻ kiến thức, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái để phát triển quan hệ đối tác chiến lược trong ngành giáo dục giữa hai nước. Hội thảo cũng giúp những người đang quan tâm và những người giám hộ có một cuộc thảo luận chi tiết về cơ sở và các cấu trúc chi phí của những viện giáo dục Ấn Độ cùng các chuyên gia hướng dẫn, giúp các bậc phụ huynh và học sinh có cái nhìn tổng thể và có sự so sánh dễ dàng hơn để đưa ra những quyết định sáng suốt phù hợp với từng nhu cầu của các cá nhân và gia đình trong kế hoạch du học.